một cái chiếc AV đời cũ á mà sơn phối lại màu đỏ canh đi và đen bóng thì nhìn cũng chiến lắm nha anh em. À mình quên nói giá nó chỉ có 4,3 triệu thôi nha. Không có chiếc xe xấu, chỉ có những chiếc xe mà người chủ không biết làm đẹp. Cho nên cho dù á nó là dòng xe gì, có hot hay là không hot á, thì vẫn mang lại một cái giá trị nhất định cho người dùng. Nên việc cái sử dụng lâu ngày nó cũ rồi á, chạy nhựa nhiều rồi, quá chán với cái hình ảnh này, quá đơn giản. Chỉ với 4,3 triệu, em Huy cùng với tập thể anh em Nicecycle sẽ giúp anh em khách hàng lột xác diện mạo hoàn toàn mới, bao gồm các cái hạng mục như sau. Thứ nhất á là sơn full dàn áo, ống nhám và cản. Thứ hai là sơn full dàn chân, bao gồm mâm, lốc, phục trước sau, gấp chân chống, bô heo. Thứ ba là rửa full sườn dây điện bên trong trước khi tiến hành ráp áo. Và một cái điều đặc biệt thứ tư là cam kết bảo hành bong chóc 1 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Và bây giờ là thành phẩm